Một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người thương vong đã xảy ra tại tỉnh Lào Cai vào trưa ngày 8 tháng 9. Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khi xe ô tô do anh Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1988, trú tại thôn Mơm Đào, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, điều khiển, đang lưu thông hướng ngã ba Bắc Ngầm về thành phố Lào Cai, đã va chạm với xe máy do cháu Ma Thị Váng, sinh năm 2006, điều khiển, đang chuyển hướng sang bên trái phía trước cùng chiều. Chở theo ông bà nội trên xe là bà Giàng Thị Cẩu, sinh năm 1960, và ông Marcel Phủng, sinh năm 1958, cùng trú tại thôn Ải Nam, thị trấn Nông Trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng. Hậu quả, ông Phủng tử vong tại chỗ. Cháu Ma Thị Váng và bà Giàng Thị Cẩu bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên sau đó bà Cẩu cũng đã tử vong. Tại cơ quan điều tra, lái xe ô tô tải thừa nhận khi đang điều khiển phương tiện đã ngủ gật, dẫn đến tai nạn xảy ra.